Xin chào và chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Giờ mời anh em đến với nội dung bản tin hôm nay. Tin độc quyền về tương lai của Ten Hag. Hành trình của Manchester United dưới thời Erik Ten Hag đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan quen thuộc cho đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe và những nhà lãnh đạo khác tại sân Old Trafford. Liệu có nên ưu tiên sự ổn định hay phấn đấu mạnh mẽ hơn để đạt được thành công? Để trụ vững trong suốt một mùa giải ở vị trí chỉ huy, các nguồn tin cho biết với GMS rằng chiến lược gia người Hà Lan của Quỷ Đỏ không nhất thiết phải giành được danh hiệu, cũng không cần phải đảm bảo một vị trí trong top 4. Điều ông phải làm là tránh mọi vụ việc gây chú ý thêm nữa và đảm bảo rằng Man United vẫn có sức cạnh tranh trên mọi đấu trường với những dấu hiệu tiến triển rõ ràng. Thực tế tại sân Old Trafford là ban lãnh đạo của Man United muốn Erik Ten Hag thành công. Họ muốn tránh sự gián đoạn và gánh nặng tài chính khi thay đổi huấn luyện viên giữa mùa giải. Việc chấm dứt hợp đồng với cựu huấn luyện viên trưởng của Ajax sẽ đi kèm với chi phí đáng kể, có khả năng lên tới 15 triệu bảng Anh, và chi phí đó sẽ không dừng lại. Việc bổ nhiệm một huấn luyện viên mới liên quan đến việc đàm phán một hợp đồng đắt đỏ và có khả năng bồi thường tiền giải phóng đó cho ứng cử viên mới khỏi vai trò hiện tại của họ. Không có gì đảm bảo thành công. Đây là những rủi ro mà câu lạc bộ không muốn chấp nhận. Tuy nhiên, thành tích vẫn tiếp tục gây lo ngại. Kết quả của Man United không ổn định với việc lựa chọn đội hình và hệ thống chiến thuật thiếu tính liên tục, chuyển hòa một đều với Fenerbahce làm nổi bật sự bất an ngày càng tăng. Quyết định của Ten Hag khi hỏi về Mascherano bắt đầu ở vị trí số 10 khác thường khiến nhiều người bối rối. Diễn ra vào thời điểm Quỷ Đỏ nên tập trung vào bản sắc rõ ràng và một đội hình xuất phát đáng tin cậy. Thay vì xây dựng một đội bóng gắn kết lâu dài, Ten Hag thường có vẻ hoạt động theo từng trận đấu, khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu cách tiếp cận này có thể thành công ở Premier League hay không. Ngay cả chiến thắng trước Brentford vào cuối tuần trước cũng bắt nguồn từ một khoảnh khắc bất công. Trong khi Man United hy vọng sẽ giữ được Ten Hag cho đến hết mùa giải, thì nhiệm kỳ của ông vẫn có thể bị thay đổi nếu không có tiến triển và ông không nỗ lực để đảm bảo đội bóng của mình đạt được khoảng cách hợp lý với các vị trí hàng đầu ở châu Âu. Và cuối cùng, thách thức của Ten Hag là duy trì tính cạnh tranh trong đội hình của Man United và chứng minh rằng câu lạc bộ đang đi đúng hướng, ngay cả khi danh hiệu vẫn còn xa vời trong mùa giải năm nay. Miễn là ông có thể làm được điều đó và tránh được những tranh cãi tiếp theo, vị trí của ông tại Sir Old Trafford có thể an toàn một cách tạm thời, nhưng vẫn có tin đồn về những ứng cử viên tiềm năng có thể thay thế. Trong số những cái tên được cân nhắc hoặc liên kết gần đây có Xavi Hernandez, Simone Inzaghi và Thomas Frank. Mỗi người đều mang đến một phong cách quản lý và một triết lý riêng biệt. Ngoài ra cũng có thông tin cho rằng Man United quan tâm đến Ruben Amorim của Sporting. Khả năng kết hợp giữa phát triển cầu thủ trẻ với đổi mới chiến thuật của Xavi có thể phù hợp với Man United, trong khi Simone Inzaghi nổi lên như một ứng cử viên hấp dẫn khác sau khi gây ấn tượng với công việc tại Inter Milan. Thomas Frank đã xây dựng danh tiếng khi biến Frankfurt trở thành một đội bóng có tính cạnh tranh cao ở Premier League với cách tiếp cận chiến thuật và tuyển dụng rõ ràng. Nhìn chung thì lý do chính mà Man United chưa muốn sa thải Erik Ten Hag đó chính là vì tiền. Mourinho phân tích về Zizi và hỏi luôn. Dù sự Zizi bất ngờ được triệu tập trở lại trong trận hòa của Man United với Fenerbahce và chỉ trụ được chưa đầy một giờ trước khi Rasmus Højlund vào thay. Zizi và Højlund là những cầu thủ quen thuộc với Jose Mourinho từ thời ông còn là huấn luyện viên của Roma khi ông đối đầu với họ ở Bologna và Atalanta. Ai sẽ là người bắt đầu cho Man United là vấn đề chiến thuật chính mà Fenerbahce phải đối mặt. Mourinho đã chuẩn bị cho việc hậu vệ cánh Mazraoui được triển khai ở vị trí số 10 sau khi đồng đội quốc tế là Amrabat cảnh báo Mourinho về sự linh hoạt của cầu thủ người Maroc. Nhưng Zizi và Højlund lại hoạt động theo những cách trái ngược nhau. Højlund đã ghi được 2 bàn trong 3 lần ra sân cho Man United. Có một khoảng thời gian nhẹ nhàng khi xa nhà với Đan Mạch cho các trận đấu tại Nations League của họ. Ghi bàn thắng quyết định trước Brentford vào thứ Bảy và có khoảng cách 5 ngày giữa các trận đấu. Tuy nhiên, Zizi đã được triệu tập trở lại cho trận đấu ra sân đầu tiên của câu lạc bộ sau gần 4 tuần ở Cúp châu Âu. Cầu thủ người Hà Lan hiện có một bàn thắng trong 12 trận cho Man United và bàn thắng đó đến trong trận ra mắt của anh cách đây hơn 2 tháng. Tại buổi họp báo sau trận đấu, Mourinho đã nhấn mạnh sự khác biệt trong cách hoạt động của Zizi và Højlund. Huấn luyện viên trưởng của Man United Erik ten Hag cảm thấy bầu không khí hỗn loạn khi bắt đầu trận đấu với 4 tiền đạo là quá nhiều. Đó có phải là một lời khen không? Và Mourinho trả lời:
Hãy nhìn xem, thành thật mà nói, tôi biết rằng trong suy nghĩ của bạn, họ có 3 điểm. Họ có 2, họ có 3. Nhưng tôi nghĩ, trong thể thức 8 trận này, nếu họ thắng 2 trận, họ có 9 điểm và còn 5 trận nữa. Họ sẽ không thắng 2 trận trong 5 trận, họ sẽ thắng nhiều hơn. Vì vậy họ sẽ đủ điều kiện để bước tiếp thôi. Tôi nghĩ rằng điểm dành cho họ là một điểm tích cực. Tương tự như vậy, một điểm ở Porto là một điểm tích cực. Bởi vì chúng tôi là một đội bóng tốt nên rất khó để chơi ở đây. Porto cũng vậy. Và tôi nghĩ Ten Hag đã rất cố gắng. Tôi nghĩ tôi biết anh ấy đã cố gắng như thế nào. Tôi chỉ nghi ngờ Zizi hoặc Højlund, sự khác biệt giữa hai cầu thủ này. Tôi biết cả hai rất rõ vì cả hai đều chơi bóng ở Ý vào thời điểm của tôi. Tôi nghĩ những gì họ thử với Zizi là để xem liệu tôi có gây áp lực lên Zizi khi cầu thủ này di chuyển vào giữa các tuyến hay không. Nếu tôi không di chuyển, họ sẽ có thêm một cầu thủ ở đó. Còn nếu tôi di chuyển, họ sẽ cố gắng tạo khoảng trống cho Garnacho và Rashford tấn công chéo. Vì vậy chúng tôi phải lựa chọn. Sau đó, khi anh ấy đến với Højlund, anh ấy cố gắng tấn công vào các khoảng trống nhiều hơn. Vì vậy tôi nghĩ về mặt chiến lược, anh ấy đã làm rất tốt. Và tình hình với Marraoui, có lẽ đối với bạn đó là một bất ngờ lớn. Nhưng đối với chúng tôi, không phải vì Amrabat nói với tôi rằng Marraoui có thể chơi ở vị trí này. Anh ấy đã làm rất nhiều với Ten Hag ở Ajax. Anh ấy có những phẩm chất. Anh ấy không phải là Bruno. Nhưng xét về khả năng gây áp lực với một tiền đạo, hai trung vệ, anh ấy có khả năng làm được điều đó. Vì vậy tôi nghĩ họ đã làm khá tốt. Và sau đó phần cuối cùng của trận đấu, họ thực dụng, họ không mạo hiểm. Tôi đã kết thúc trận đấu với 3 cầu thủ tấn công mới để xem liệu họ có hơi tuyệt vọng về kết quả hay không. Họ không bao giờ làm vậy. Vì vậy tôi nghĩ họ khá hài lòng với một điểm. Nếu họ thắng trận tiếp theo, họ sẽ có 6 điểm. Vì vậy tôi nghĩ họ đã làm rất tốt. Nhìn này, nếu trước trận đấu ai nói với tôi rằng trận hòa với Man United, tôi sẽ nói là một kết quả tốt. Bây giờ bạn nói với tôi rằng bạn có hài lòng với kết quả không? Tôi sẽ nói là tôi không hài lòng. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt và một điểm cho họ là một điểm tích cực. Dấu chấm hết cho Anthony. Sự nghiệp của Anthony thêm chông gai sau khi anh dính chấn thương nặng ở trận hòa Fenerbahce tại Europa League. 4 trận đấu, thi đấu 117 phút, ghi 1 bàn và không có bất cứ pha kiến tạo nào là thành tích của Anthony trước thêm hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trong mắt Erik ten Hag, Anthony không còn là cầu thủ bất khả xâm phạm. Anh là quân bài dự bị và phải nỗ lực gấp trăm lần người khác để tìm lại suất đá chính. Nếu không, tương lai của cầu thủ sinh năm 2000 sẽ thuộc về nơi khác thay vì sân vận động Old Trafford. Chính Anthony tự tay khiến mọi thứ trở nên tệ hại như hiện tại. Mùa giải vừa rồi, anh không có bàn thắng nào tại Premier League cho đến vòng đấu thứ 35 gặp Burnley. 3 bàn và 2 kiến tạo sau 38 trận với thời lượng 1910 phút thực sự khiến người hâm mộ ngán ngẩm. Anthony như gã nghiệp dư chơi bóng. Hệ quả là anh suýt rời Man United vào mùa hè vừa rồi. Với những đích đến được xem như bước lùi trong sự nghiệp như Fenerbahce của Mourinho hoặc là quay về với Ajax, ngôi sao người Brazil đã không ra đi. Anh ở lại để chiến đấu, giống hệt cái cách Harry Maguire đang gây dựng lại niềm tin trong lòng người hâm mộ. Anh ít nhiều thành công vì được Ten Hag xem trọng hơn Amad Diallo. Khi Man United cần thay người, Ten Hag dùng cậu học trò cưng thay vì Amad. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ, Amad đang làm tốt, nhưng tôi cũng phải khen ngợi màn trình diễn của Anthony trong các buổi tập. Cậu ấy là mối đe dọa trong hầu hết các buổi tập, vì vậy tôi cảm thấy cần phải đưa cậu ấy vào sân để định đoạt trận đấu. Nhưng xui xẻo cho Anthony vì cuộc chơi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ của anh kéo dài chưa đến 20 phút. Anh dính chấn thương nặng, dẫn đến phải rời sân bằng cáng và được nhìn thấy chống nặng để rời khỏi sân vận động. Anthony đau đớn trong hình ảnh đáng thương. Điều ấy dấy lên nghi ngờ cựu cầu thủ Ajax sẽ ngồi ngoài khoảng một thời gian dài. Nói về vụ việc này, Ten Hag bày tỏ, thật không may cho Anthony. Tôi thực sự thông cảm cho cậu ấy. Khi cậu ấy đang tập luyện chăm chỉ như vậy, thành tích tập luyện của cậu ấy rất tốt, tốt đến mức xứng đáng được vào sân. Khi bạn phải rời sân quá nhanh, thật đáng buồn khi chứng kiến điều đó. Hy vọng là không quá tệ. Chúng ta phải đợi 24 giờ để biết kết quả đánh giá ra sao. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn